Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình nha. Hôm nay là buổi trưa ngày 13 tháng 11 thì buổi sáng ngày hôm nay chị Hồng Loan đã lên Hoa Viên cùng với vợ chồng lên Tí Bích Trâm để coi như là lên thăm mộ của ba và thắp nhang cầu nguyện trước cái ngày mà ra tòa, tức là ngày mai sẽ chính thức ra tòa thành phố Hồ Chí Minh để coi như là chờ cái phán quyết cuối cùng của tòa án. Có thể nói thì mấy ngày hôm nay là sát tới ngày phiên tòa thì mẹ con của cô cháu gái tôi nói là liên tục có những cái động thái, tôi nói là lên công kích khán giả, chửi khán giả là một lũ đàn bò, tụi bay đâu có biết chuyện gia đình tao, gia đình ruột thịt, tại sao là để con vô ơn nó vô nó giành tài sản của cậu của tao. Thật sự là cái cô cháu gái này phát ngôn nói khá là cười quý vị, không biết cô ta dựa vào đâu, chỉ là một đứa cháu khác họ mà dựa vào đâu để đòi là giọt máu cuối cùng của cố nghệ sĩ. Bùm bùm thành Mỹ là những đứa cháu á, đứa cháu mà có thể nói là gọi là giọt máu đào, chứ cô ta chỉ là một đứa cháu khác họ. Vì mẹ là họ Võ, cha là họ Nguyễn, mà cô họ Lê thì là cô là con của ai. Nhưng mà không biết là vì cái lòng tham, vì cái sự chai mặt của mình, cô ta cứ lên đòi sở hữu đồng tài sản. Và có những cái thông tin rất là nóng và những người trong cuộc cũng lên tiếng vạch mặt âm mưu của mẹ con của họ trước cái ngày ra tòa. Và ngay sau đây để hiểu rõ nội dung câu chuyện thì quý vị nghe một đoạn ghi âm của người trong cuộc lên tiếng vạch mặt âm mưu của mẹ con của họ, gọi như là vung vẩy ở phút 89 trước cái thời điểm ngày ra tòa. Nhiều khán giả cũng khuyên Hồng Loan và chị Nên thời điểm hiện tại là phải hết sức đề phòng, đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận nha. Tụi nó thì ở trong tối, mình ở ngoài sáng, không biết là tụi nó có ở chơi những cái mưu bẩn hay là những dở những cái mưu hàng kế bẩn gì hay không, để coi như là nó muốn thủ tiêu để giành tài sản. Đó là những cái lời mà khán giả luôn nhắc.
Thank you.